Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xét theo quan niệm phong thủy học phương Đông thì biển số xe không chỉ đơn thuần là những vật dụng vô tri vô giác mà nó còn có tác động mạnh mẽ đối với con đường công danh sự nghiệp cũng như tiền tài danh vọng của chủ nhân. Đã có rất nhiều trường hợp một chiếc xe mang biển số xấu bỗng nhiên gặp phải tay bay vạ gió giữa đường hoặc phải chịu những tình huống dở khóc dở cười. Mặc dù không quá mê tín, nhưng theo quan điểm của thầy phong thủy Gia Cát, những con số biển ô tô hoặc xe máy ít nhiều đều sẽ gắn liền với vận mệnh của chủ sở hữu. Nếu biển số xe hợp mệnh sẽ mang lại may mắn, tiền tài, công danh cho chủ nhân. Tuy nhiên, nếu biển số xe xấu có thể khiến chủ nhân tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Hãy cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài đi tìm hiểu về mẹo xem bói luận đoán ý nghĩa hung cát của biển số xe trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của biển số xe. Giống như với con người thì biển số xe được ví như cái tên riêng để phân biệt giữa những chiếc xe trên thị trường. Đây là thông tin để nhận biết chúng có nguồn gốc từ đâu, từ tỉnh thành. Biển số xe là thông tin để nhận biết chúng có nguồn gốc từ đâu, từ tỉnh thành phố nào trong nước. Và đối với người mua xe thì nó còn mang một ý nghĩa lớn về tài vận theo phong thủy, nên cần được xem xét kỹ lưỡng và tính toán trước khi đăng ký biển số xe hoặc mua lại xe. Nhất là khi ô tô có giá trị không hề nhỏ lại càng cần phải được xem phong thủy biển số xe ô tô kỹ càng hơn. Để sở hữu một biển số ô tô đẹp và hợp phong thủy, vận mệnh của người chủ, thì những người mua ô tô đã phải bỏ ra không ít công sức để tìm mua và thậm chí là nhờ đến các mối quan hệ để có thể sở hữu được những biển số như ý muốn. Đặc biệt là với những người làm bên lĩnh vực buôn bán, kinh doanh, thì quan niệm của họ về biển số xe hợp vận mệnh lại càng quan trọng hơn. Họ tin vào sự may mắn và tài lộc mà biển số xe theo phong thủy sẽ mang lại. Nhưng cũng có đôi khi, quan niệm về biển số xe đẹp chỉ đơn giản là chúng dễ để ghi nhớ. Tùy theo quan điểm riêng sẽ có cách nhìn nhận riêng về tầm quan trọng của biển số theo phong thủy. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xem biển số xe dựa theo quẻ dịch. Xem số theo quẻ dịch với 64 quẻ sẽ cung cấp đầy đủ ý nghĩa các con số trên biển xe. Chỉ cần so sánh và đối chiếu với các quẻ dịch, bạn sẽ tra được biển số đó có hợp với mệnh của mình hay không, hoặc chưa, để sớm hóa giải hoặc lựa chọn đổi xe có biển cho hợp mệnh khi đã có điều kiện. Bởi như bạn đã biết, thì một quẻ dịch theo biển số xe có ý nghĩa tốt sẽ khiến bạn được an tâm và dự báo những điều tốt lành cho tương lai của chủ xe. Thứ hai là xem biển số xe dựa theo ngũ hành. Dựa vào ngũ hành để xác định ý nghĩa các con số trên biển xe ô tô, từ đó mỗi số trong biển sẽ được quy ra là một hành. Từ đó sẽ dựa vào quy luật tương sinh tương khắc để xem biển số có hợp với mệnh của mình hay không. Đồng thời, dựa vào mệnh trong ngũ hành sẽ cho bạn biết là màu xe có thích hợp với bạn để lựa chọn được trọn vẹn ở mọi mặt hay không. Bởi theo màu sắc hợp mệnh sẽ giúp vận hành được an toàn, trơn tru, và ngược lại khi khắc mệnh sẽ dễ gặp phải chuyện hao tốn tiền của. Công thức xem biển số xe hợp phong thủy, hợp mệnh. Một phương thức xem biển số xe theo phong thủy đã được các chuyên gia nghiên cứu rất kỹ lưỡng và tốn nhiều công sức. Hiện nay, phương thức xem này đã thường được mọi người sử dụng rộng rãi để xác định lựa chọn khi mua ô tô. Đó chính là cách tính theo công thức. Lấy 4 chữ số cuối của biển số xe, nếu biển là 5 số thì lấy cả 5, sau đó chia đôi số đó cho 80. Được số nào đó sẽ bỏ đi phần nguyên và lấy số dư phía sau nhân với 80. Kết quả sẽ cho ra một số từ 1 cho tới 80. Sau đó hãy dựa vào bảng bên dưới để tra xem biển số xe đã đẹp và hợp mệnh hay chưa. Trong đó, màu đỏ sẽ biểu thị cho cát là tốt, còn đen sẽ biểu thị cho hung là xấu.
ví dụ để tra về một biển số xe ô tô. Và dưới đây là một ví dụ để quý vị và các bạn có thể dễ hình dung. Nếu xe có biển ô tô 5 số là 10176, thì chúng ta sẽ lấy số 10176 chia cho 80 là sẽ ra được 127,2. Sau đó trừ đi phần nguyên, tức là 127,2 trừ đi 127 thì sẽ ra 0,2, rồi tiếp tục lấy 0,2 nhân với 80 là ra được số 16. Ý nghĩa của biển số xe này chính là quý nhân hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về số tứ quý và ý nghĩa của chúng. Thứ nhất là biển tứ quý 1. Theo dân gian, số 1 là căn bản của mọi sự biến hóa, là con số khởi đầu, luôn đem lại những điều mới mẻ, tốt đẹp, đem tới một sức sống mới cho mọi người. Số 1 tuy là số nhỏ, nhưng trong thực tế cuộc sống, số 1 lại là lớn nhất, là độc tôn, là cao nhất. Số 1 tượng trưng cho đỉnh cao tối thượng, không ai có thể sánh bằng. Số 1 còn đại diện cho những người tiên phong, những nhân tài xuất chúng. Số 1 cũng là tiêu biểu cho sự thông minh, sáng tạo, một ý chí sắc bén, mạnh mẽ, tượng trưng cho nguyên lý căn bản của đời sống. Vốn dĩ số 1 đã rất đẹp, nhưng với những quan niệm trong việc chọn biển số xe tứ quý 1 để tạo ra sự may mắn thì không có gì là lạ. Thứ hai là biển tứ quý 2. Trong các quan niệm xưa, số 2 là con số tượng trưng cho một cặp, một đôi, là con số của hạnh phúc và điều hành thuận lợi cho những sự kiện. Số 2 là thiên địa thái, chỉ thời gian vận hành hanh thông, vạn vật được khai mở phát triển, phúc lành đến, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Số 2 còn tượng trưng cho lòng tốt, sự cân bằng, tế nhị, ổn định và tính hai mặt. Số 2 thúc giục chúng ta lựa chọn dựa vào những phán đoán của bản thân. Con số này có thể ám chỉ ngã ba cuộc đời, nơi bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng. Biển số tứ quý 2 còn mang thông điệp, hãy dũng cảm, lựa chọn, đừng sợ phải hành động, hãy tự tin đưa ra quyết định về một vấn đề quan trọng trong cuộc đời bạn. Thứ ba là biển tứ quý 3. Con số 3 có nhiều quan niệm khác nhau. Người xưa thường hay dùng các trạng thái hình thể gắn với con số 3 như tam bảo, bao gồm Phật, Pháp, Tăng. Tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Số 3 còn được gắn với định lượng giới hạn rất có ý nghĩa và cũng là con số chỉ số lượng những thứ cao quý, lễ nghi hay niềm mong ước. Bởi vậy mà số 3 có thể được coi là con số rất thần bí. Những luận giải về con số 3 lại một lần nữa khẳng định rằng tất cả những con số đều chứa đựng những bí ẩn thật thú vị. Con số 3 là con số vững chắc như kiềng ba chân. Người Trung Quốc có câu 3 với 3 là mãi mãi, là bất tận và là biểu tượng của sự trường thọ. Do đó, biển tứ quý có chứa 4 số 3 lại càng thể hiện sự đồng thuận với cấp độ cao hơn. Thứ tư là biển tứ quý 4. Số 4 là con số linh thiêng. Trong dân gian Việt Nam, số 4 lại được sử dụng khác nhiều, tượng trưng cho những nhận định. Nó là bốn phương của La Bàn, Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn mùa trong năm là xuân, hạ, thu, đông. Bốn yếu tố cấu tạo của vũ trụ là đất, khí, lửa và nước. Đây cũng là bốn điểm để tạo nên khối tứ diện. Số 4 tượng trưng cho sự cứng rắn, toàn diện và ổn định. Số 4 nhắc nhở bạn hãy tạo dựng nền móng vững chắc cho cuộc đời mình. Người Trung Quốc thường không thích số 4, nhưng nếu không sử dụng số 4 thì không có được sự hài hòa chung. Trong ngũ hành âm dương có tương sinh mà không có tương khắc. Với những quan niệm trên thì số 4 không phải là con số xấu theo quan điểm của người Trung Quốc đã nói, mà ngược lại nó là con số đem lại thuận, đem lại tốt lành cho chủ nhân của nó. Tập hợp các con số 4 trong tứ quý 4 chắc chắn sẽ là một con số rất hoàn hảo. Thứ năm là biển tứ quý 5. Số 5 hay còn gọi là số vua thuộc hành thổ có hổ vàng. Đây là con số trung tâm trong hệ số đếm. Nó là số của những người quyền quý, của sự thăng tiến và sinh sôi. Số 5 có ý nghĩa huyền bí, xuất phát từ học thuyết ngũ hành. Mọi việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố. Trời đất có ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cuộc sống thì có ngũ phúc là phú, quý, thọ, an, ninh. Ai cũng luôn mong mình được phúc lộc, thọ, an, ninh.
Nếu như số 5 đứng cùng với nhau trong biển từ quý năm, nó sẽ thể hiện được sự ước vọng về hòa hợp, bình an, sinh sôi, làm việc gì cũng thuận lợi và tiến đến vị trí cao nhất. Số 5 là con số của đời người, thể hiện sự bình yên, hạnh phúc. Với những quan niệm trên, con số 5 thực sự là con số đẹp. Tập hợp con số 5 trong biển tứ quý năm sẽ khá là hoàn hảo. Thứ 6 là biển tứ quý 6. Trong việc luận số, người ta coi số 6 là đẹp, bởi trong cách đọc của Hán Nôm, số 6 đồng âm với lộc. Vậy số 6 là biểu tượng của lộc, là tiền lộc, vàng lộc. Số 6 theo người Trung Hoa sẽ đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó. Vì thế, bên cạnh tục đoán mệnh của con người, số 6 là số lộc, thì lối viết vào số 6 với một nét cong vào thân, ý như lộc sẽ luôn vào nhà. Số 6 cũng rất có ý nghĩa với người phương Tây. Họ cho đây là con số biểu tượng của sự kết hợp giữa lửa và nước, biểu tượng của sự không ngừng nỗ lực, con số của tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Thứ 6 là ngày Chúa sáng thế, nên số 6 còn là số ngày sáng tạo của trời đất, là con số của sự sinh sôi, nảy nở. Thứ 7 là biển tứ quý 7. Theo quan niệm của phương Đông, số 7 là con số có sức mạnh kỳ diệu. Nó tượng trưng cho sức mạnh đẩy lùi ma quỷ, được ban cho một sức mạnh kỳ bí bất khả xâm phạm. Theo đạo Phật, số 7 có ý nghĩa là quyền năng mạnh nhất của mặt trời. Những người theo đạo Phật tin rằng trong suốt tháng 7 âm lịch, tất cả những linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian. Thời cổ còn cho rằng có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất. Loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ của con số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người. Biển tứ quý 7, ngoài độ đẹp về sự trùng lập các con số của sức mạnh, còn được dân sành số suy luận là tứ thất, nghĩa là 4 mùa không mất. Thứ 8 là biển tứ quý 8. Theo quan niệm phương Đông, số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng, sức khỏe và may mắn. Con số biểu hiện tốt lành này là 8 điều bất tử trong đạo lão và bát chánh đạo của Phật giáo. Số 8 còn là con số âm tận cùng vì là con số tận cùng trong dãy số 2, 4, 6 và 8. Theo quan điểm, cùng tắc biến, biến tắc thông. Khi con người bị vùi xuống tận cùng bế tắc, để tồn tại chỉ còn con đường duy nhất là phải đứng lên. Chính vì vậy mà con số 8 đối với người phương Đông biểu hiện cho sức mạnh tiềm tàng và sự trỗi dậy mạnh mẽ, một sự chuyển biến tốt lành. Thứ 9 là biển tứ quý 9. Xét về ý nghĩa và độ may mắn, an toàn mà biển tứ quý 9 mang lại, biển tứ quý 9 được xếp vào hạng số 1. Tiếng Trung Quốc, số 9 đồng âm với từ trường thọ và may mắn là con số chính, hạnh phúc, an lành và thuận lợi. Về tới Việt Nam thì số 9 được luận, cửu là 9, tứ cửu là cứu tử, là trường thọ. Bên cạnh đó, tổng tứ quý 9 cũng ra số cuối đuôi là 6, nghĩa là lộc. Vừa trường thọ, vừa may mắn, vừa lộc lá, nên sim tứ quý 9 luôn được rất nhiều người quan tâm. Số 9 là con số của hạnh phúc, an lành và thuận lợi. Đó là con số tượng trưng cho sự vĩnh cửu đẹp đẽ. Rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh của sự viên mãn tròn đầy. Số 9 là phản ánh sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo. Nó thúc giục ta nhận ra những đặc tính bên trong của mình, mở rộng những khả năng này ra bên ngoài để tạo nên sự khác biệt tích cực, gây ảnh hưởng tốt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.